Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá gửi lời chúc tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, cô bác gần xa ha, một sức khỏe tràn đầy, niềm tin và hạnh phúc ha, niềm an vui luôn. Hôm nay Thanh Quá tiếp tục test một cái em hút bụi Hitachi ha. Em này là điện 100, 1000W. Ngoại hình còn tương đối đẹp nha. Mình có chụp hình đủ kiểu rồi ha. Và em này là không có bị bởi mẻ mà không có sửa chữa gì trong đây chân heo không. Dây thì lúc nào cũng là dây dài 5m ha, rất là dày dặn ha. Dây này tầm bán không có 200.000. Đây ở đây nó có cái nút nè ha, quý khách bấm cái là nó cuộn dây vô ha. Đó ha, rất là tiện lợi ha. Đó, nó hút vô trơn ha. Rồi cái phần này là phần máy ha. Rồi mình sẽ tiếp tục giới thiệu cái phần là cái cây ống hút của nó ha. Gồm một cây này nha, dây ok luôn. Đặc biệt em nói là điều khiển trên tay cầm rất là tiện và lợi nha. Mình sẽ test luôn cho quý khách xem. Quý khách lưu ý ha, cái hướng này nè, cái nhàm này nè là bên tay trái ha. Mà quý khách cố ý để bên tay phải cũng đợi không được nữa. Nè, nó cũng không vô. Đợi đúng bên tay trái nó mới vô ha. Có nghe cái rắc vậy ha. Rồi ha, điều khiển nè, tắt nè. Đó, cái này là mạnh yếu gì nào đó ha, ok ha. Và cái, ây da, xin lỗi, nó tột cái điện thoại. Xin lỗi. Và cái đó là một cái bàn trà ha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp ha. Hôm nay không biết bị lỗi motor hay sao á, nó không còn quay nữa nha. Bán giá này luôn đó ha, em nó gáp vô ha. Quý khách không muốn thì bấm nút này tháo ra. Và cái đó nó là một cái bộ cây tăng đưa ha. Đây bản thân nó là cái gì ha. Còn quý khách muốn thọt vô cái giường hay đâu xa xa đó, nhấn cái nút này nè, đè vô kéo nó ra ha. Rất là tiện lợi. Không xài mình cắt nó. Đây giờ hút biết hút cái gì giờ. Cái vít đi. Cái vít nha, cái vít nhập rất là nặng nè. Máy Việt Nam mình không có khả năng hút đâu. Rất là mạnh nha. Nghe cái hơi thôi đủ biết rồi nè, quý khách nghe nè. Nhưng mà đặc biệt nó độ ồn ít hơn độ hồn máy Việt Nam mình ha. Tuy là 1000W nhưng mà mạnh gấp đôi với máy Việt Nam, sản xuất Việt Nam hoặc là lắp ráp Việt Nam, cái đó là điều cam kết. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ sớm giùm em ha, qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube hay Chào Tốt giùm em ha. Em tên Thanh Quá, năm nay 39 tuổi, dùng số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.